Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa các quý anh chị em, Chư Tinh, một dĩ truyện của tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Dĩ truyện thuật lại những khoảnh khắc trong cuộc đời của Bình khi anh đã vô tình gặp được một ảnh hình của một người con gái phất phơ ẩn hiện áo trắng ở trong màn đêm. Và người phụ nữ lạ mặt này đã khẩn cầu anh giúp cho một việc. Vì sao có một người phụ nữ mặc áo trắng nhờn nhơ lất phất lại nhờ cậy anh giữa đêm khuya? Cô gái muốn Bình làm một việc gì? Tại sao việc đó lại liên quan đến mạng sống của mẹ con cô? Vậy thì hãy cùng Ngọc Lâm cùng theo dõi dị truyện Chư Tinh của tác giả Lê Hoàng Nghĩa ngay sau đây. Và quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Nằm trằn trọc trên giường hơn 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng Bình vẫn không sao chợp mắt được. Cố nhắm mắt lại, sau đó nằm im một chỗ, hít sâu thở nhẹ một hồi lâu. Thấy không có hiệu quả, lại chuyển sang tập trung đếm số, đếm con vật mà anh vẫn không thể nào ngủ được. Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ tròn báo thức nằm ở trên bàn học, đã thấy gần 1 giờ khuya, nên đã tắc lưỡi than. Trời đất ơi, hơn nửa đêm mà mình không sao có thể ngủ được. Chẳng hiểu hôm nay bị cái gì nữa. Than xong, lại lần nữa nhắm mắt tập trung, lại đếm từ 1 cho tới 1.000, rồi chẳng mấy lúc đã lên tới 10.000, nhưng giấc ngủ thì vẫn không tới. Bình thấy cứ đếm một cách máy móc như vậy, dẫu có lên tới 1 triệu, 2 triệu, thì chắc chắn giấc ngủ vẫn sẽ không tới. Thôi thì lỡ không ngủ được, đành trở dậy làm một vài cái việc nhỏ gì đó. Ví dụ có thể ra sân hít thở chừng 10-15 phút, hoặc là dạo quanh sân một lúc cho thấm mệt. Biết đâu sau một lúc làm như vậy, may ra lại có thể ngủ được. Chứ nằm trong mùng mà hai mắt cứ ráo hoảnh, trí óc thì tỉnh queo như vậy, thì chưa mong ngủ được. Do suy nghĩ như vậy, nên Bình đã tung mền, vén mùng bước xuống khỏi giường, xỏ chân vào đôi dép. Chợt anh thấy sao đôi dép tự nhiên lạnh ngắt, chẳng khác nào vừa cho chân vào trong nước đá. Vội vàng rút chân lên rồi nhìn kỹ, thấy không có bất kỳ điều gì bất thường, nên lần nữa cho chân vô lại dép. Không còn cái cảm giác lạnh lẽo khi nãy, mà giờ đôi dép chỉ mát bình thường. Bình nghĩ, có lẽ là mình đã bị ảo giác. Bước ra sân sau khi khép sơ cửa nhà lại. Ngoài trời, trăng ánh 17 tràn xuống khắp cả sân. Ánh sáng rực rỡ, soi cảnh vật khiến xung quanh như được một giáp màu vàng bạc, huyền ảo. Gió khuya mát lạnh như vuốt ve khắp thân thể, khiến cho Bình vô cùng thư thái, lại cảm thán thêm một câu. Mát thật, ngoài này cảm giác thật là dễ chịu làm sao. Anh ngửa mặt lên trời, vươn tay rộng ra hít một hơi dài, rồi từ từ thở ra. Làm như vậy nhiều lần mới bước chân chậm rãi dạo quanh sân. Đi được chừng 4-5 vòng thì bất chợt thấy từ phía sau nhà hình như có bóng người đang thấp thoáng đi lên. Lấy làm ngạc nhiên, đã khuya lơ khuya lắc như thế này, sao lại có người đi, mà hơn nữa, lại đi từ phía sau của nhà mình. Ủa, ai vậy ta? Người kia sao lại ở đây vào giờ này? Bình đã tự hỏi, rồi nhanh chóng bước vào trong bóng tối khuất nơi hàng ba, để nhìn coi rõ ai mà đêm hôm đi đâu vậy, là kẻ gian hay người ngay. Khi đứng yên xong, anh quay ra hướng sau nhà nhìn, nhưng không thấy ai ngoài đó cả. Hơi nghi ngờ mắt của mình nên đã dụi mấy cái rồi nhìn lại xem. Dù nhìn thêm mấy lần nữa vẫn không thấy gì hết nên cho rằng lúc nãy mình đã bị hoa mắt mà nhìn lầm. Chứ bây giờ nhìn kỹ thì có thấy ai đâu. Cảm thấy hơi lạ vì trong vòng chưa đến 10 phút mà đã bị ảo giác 2 lần. Thế là quyết định đi ra đó xem thực hư ra làm sao. Mặc dù nhìn kỹ từng lùm cây, bụi chuối phía sau nhà nhưng vẫn chẳng thấy điều gì lạ thường. Bình nghĩ thầm, vậy chắc chắn là hồi nãy mình đã nhìn lầm. Có lẽ là tàu lá chuối đã bị thổi qua, đưa lại, mà dưới ánh trăng phản chiếu mới bị nhìn nhầm lẫn như vậy, tưởng có người đi. Bình đã tự cười một mình vì đã nhìn gà hóa quốc, tự đưa tay vỗ vào đầu mình vài cái vì tật nghĩ lung tung.
Nhưng cũng do tìm kiếm nãy giờ nên cảm thấy có phần hơi mệt, liền quay trở lên phía trước, đứng đó hít thở thêm vài tiếng rồi vòng ra phía trước sân, mở cửa rồi đi vào nhà. Đặt lưng xuống dưới giường, vừa giấc ngủ đang chậm chậm cũng đã kéo tới. Đang ngon giấc, Bình bỗng nghe như có tiếng ai đó gọi tên của mình. Vội mở mắt ra lại chẳng nghe thấy gì thêm, nên cho rằng mình đã ngủ mớ, nên nghe nhầm. Vì vậy nhắm mắt lại định đi ngủ tiếp, thì tiếng gọi nho nhỏ đã lại vang lên. Chú Bình. Nghe gọi, anh đã vội choàng mắt rồi ngồi bật dậy nhìn chung quanh. Mọi thứ vẫn lặng ngắt như tờ, không có gì chứng tỏ là có ai đó gần đó lên tiếng gọi mình. Liền đã cào nhào. Thôi đừng có giỡn nữa, khuya rồi, để yên cho tôi ngủ chứ, mai còn phải dậy sớm học bài thi. Không có tiếng trả lời, Bình hơi bực mình liền đã lên tiếng hỏi. Anh cần cái gì thì nói, chứ không có giỡn nữa đâu đấy. Mặc cho anh hỏi, lần cào nhau mà chung quanh vẫn chẳng nghe thấy động tĩnh gì cả. Đành phải nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng chưa đến một phút sau, tiếng gọi của một người phụ nữ đã lại vang lên. Lần này âm thanh rõ ràng hơn lần trước. Chú Bình! Chú Bình! Chú Bình ơi! Một lần nữa, Bình lại mở mắt ra nhìn xung quanh. Nhưng vẫn chẳng thấy gì nên đã hỏi khẽ. Ai kêu réo gì tôi đó? Vẫn không có tiếng đáp trả lại. Anh giáng bước nhớn người lên để nhìn cho thật rõ. Rồi lần nữa chẳng thấy hoặc nghe thấy gì. Hai mí mắt của anh lúc này thì đã nặng trĩu, cứ muốn Bình nhắm lại. Vì quả thật bây giờ con ma buồn ngủ cũng đã tới, nên đôi mi chỉ muốn sụp xuống. Bất ngờ từ phía ngoài vách bỗng có tiếng cào nhẹ nhẹ cùng tiếng gọi nho nhỏ nhưng thật là rõ ràng. Chú Bình, có thể giúp tôi một chuyện nhỏ được không? Lần này thì tiếng kêu rõ ràng phát ra từ phía ngoài hông nhà. Bình lớn tiếng hỏi. Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt, sao lại đến nhờ giúp chuyện gì vậy? Nếu cần gì thì chờ tới sáng mai rồi hãng nói. Giọng nói bên ngoài vẫn tỏ ra khẩn thiết vô cùng. Không được, bởi sáng mai tôi kẹt chuyện, không đến được. Nên bây giờ phải phiền chú giúp dùm. Giọng Bình có phần hơi bực tức. Chuyện gì thì cứ nói đi. Nếu giúp được thì tôi sẽ giúp. Còn quá khả năng của tôi thì tôi không hứa trước. Không khó, không khó. Chuyện này đối với chú rất dễ. Nói nãy giờ mà anh vẫn không thấy người đang nói chuyện với mình bước ra. Thấy vậy thì có điểm hơi kỳ lạ. Mà cô là ai vậy? Đang ở đâu? Sao lại biết chuyện nhờ tôi là dễ? Giọng nữ kia thì đã liền trả lời. Tôi đang đứng bên ngoài, sát cửa phòng sổ của chú. Mở cửa ra là thấy tôi liền. Tuy có phần hơi khó chịu vì bị phá giấc ngủ, nhưng trong lòng của Bình thì đầy thắc mắc. Bởi người đứng ngoài đó là ai mà khuya như vậy lại kêu réo nhờ mình giúp đỡ? Không biết mặt mũi ra làm sao, quen lạ như thế nào mà dám đường đột tới tìm mình nhờ giúp đỡ lúc nửa đêm như vậy. Nghĩ vậy liền chui ra khỏi mùng, rồi đẩy cửa sổ qua một bên nhìn ra. Một cơn gió lạnh bỗng ập vào, làm cho Bình khẽ cảm thấy rùng mình, kéo cao cổ áo lên. Dưới ánh sáng vằng vặc như ban ngày, Bình thấy đứng sát cửa sổ phòng của mình là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, tóc ngắn, người mập lùn, đang mang bầu và mặc một bộ đồ màu trắng toát. Gương mặt của người này lạ hoắc, chị ta không đẹp, cũng chẳng xấu, nhưng nó có cái gì đó hơi khác thường. Thấy thế thì liền hỏi. Xin lỗi, chị là ai và ở đâu vậy? Sao tôi cảm thấy không quen chị? Mà sao chị lại biết tên tôi? Tôi thứ hai. Nhà tôi mới dọn tới ở phía đó, nên chú chưa quen mặt là phải. Chị ta vừa nói vừa đưa tay chỉ ra hướng sau nhà của Bình, nên anh ta đã ngạc nhiên vô cùng. Vì ở phía sau nhà anh chỉ là đồng ruộng bao la, trống trơn, làm gì có ai ở ngoài đó. Nếu có, chẳng phải là vài cây số mới tới trong xóm hay sao? Vậy thì chị này không phải là ở xóm lẻ hay là xóm trong, sao lại nửa đêm, nửa hôm vượt qua mấy cây số đường ruộng mấp mô ra đây để tìm mình nhờ giúp đỡ? Hơn nữa còn đang mang bầu như thế này. Chắc là chuyện chị ta nhờ thật là khẩn cấp và rất là quan trọng lắm. Nghĩ vậy nên Bình đã bớt đi được sự bực bội, nên đã nhẹ nhàng hỏi.
Chị hai tính nhờ tôi giúp chuyện gì vậy? Nếu không là chuyện xấu hay phạm tội thì tôi hứa sẽ giúp dùm. Người phụ nữ lạ mang bầu kia nghe thấy vậy thì mừng rỡ nói bằng một chất giọng the thé nhưng lại chậm chạp hơi lạ tai. Chú yên chí đi, chuyện tôi nhờ chú là chuyện tốt, làm được chú có phước chứ không có tội đâu. Vừa nói, người phụ nữ ấy bước đến gần bình thêm một chút rồi phát ra âm thanh khục khịch vài tiếng như để lấy hơi trước khi hạ giọng nói. Ngày mai chú đừng để đồng hồ báo thức reo lúc 4 giờ. Được không chú? Lấy làm lạ, bởi không lẽ nửa đêm nửa hôm, chị ta từ xóm trong vượt qua mấy cây số ruộng đồng mấp mô khó đi, lại vắng ngơ vắng ngắt như vậy, không nhà cửa của ai hết, để đến đây chỉ nhờ vả mình đừng có mở đồng hồ báo thức reo vào lúc 4 giờ hay sao? Chuyện này cảm thấy sao quá kỳ cục vậy? Mình phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Ủa, sao lạ vậy? Giờ đó là tôi cần dậy để học ôn bài thi. Nếu không có báo thức, tôi ngủ quên là cái chắc. Chị ta không trả lời câu hỏi của Bình, mà nói với cái giọng ngang phè phè. Thì chừng nào chú dậy thì học có sao đâu. Nhưng quá trễ, chung quanh ồn ào, tôi lại khó học vô. Bởi vậy tôi cần phải dậy sớm học cho yên tĩnh. Mong chị hiểu cho, chứ không phải tôi có ác ý gì mà không muốn giúp chị. Thấy sự việc quả thực là lạ lùng, suy nghĩ thêm vài giây rồi lại nói tiếp. Mà hơn nữa, đồng hồ reo để tôi dạy học bài ở nhà một mình, làm sao có thể gây phiền cho chị tuốt ở xóm trong? Người phụ nữ nghe thấy vậy thì bèn cười. Có điều nụ cười của chị ta rộng gần tới tận mang tai ấy, đầy những chiếc răng trắng ởn, khiến cho Bình nhìn vào cảm thấy là lạ ghê ghê làm sao vậy. Cười xong thì chị ta hỏi. Sao chú biết nhà tôi ở xóm trong? Chỉ là độ trừng đại mà thôi. Bởi khi nãy hỏi nhà chị ở đâu thì chị chỉ về hướng phía sau nhà của tôi. Mà gần đó thì đâu có nhà ai, chỉ toàn là đìa ruộng, trống lơ, trống lốc. Phải đi hơn 2 cây số nữa thì mới tới xóm trong. Chẳng lẽ chị mới cất chòi ở mấy đám ruộng đó? Chị đàn bà lại nhếch miệng cười nhỏ, nụ cười mang chút gì đó rờn rợn, khiến cho Bình cảm thấy người này sao có vẻ âm hiểm như thế nào đó. Ừ, vậy thì cứ cho là như vậy đi. Mà chú biết không, tiếng đồng hồ báo thức vào lúc 4 giờ của chú ngày mai sẽ vô cùng nguy hiểm đối với mẹ con tôi. Bởi vậy, tôi mới phải tới đây để năn nỉ chú giúp bằng cách đừng cho đồng hồ reo vào lúc 4 giờ sáng. Bà ta càng nói thì lại càng khó hiểu. Bởi đồng hồ reo thì cùng lắm là gây ồn ào phá giấc ngủ là cùng, chứ sao lại nói là nguy hiểm? Bình khó hiểu vì lời nói này của bà ta, nên anh ta đã lên tiếng hỏi. Ủa, sao lạ vậy? Đồng hồ reo trong nhà của tôi dạy học bài thì làm sao mà tạo nguy hiểm cho mẹ con chị ở ngoài đó được? Chị nọ lại cười như là lớn tiếng hơn. Bình nghe tiếng cười đó thì có gì đó rất là lạ. Nó cứ khùng khục ở trong cổ họng và như là có ý đe dọa hay chọc ghẹo, khiến cho anh tự nhiên cảm giác rợn cả người. Cười xong, chị ta cất cái giọng ồ ồ đùng đục. Vậy mà có đó. Nếu không có chuyện hệ trọng như vậy, nửa đêm nửa hôm tôi lặn lội tới đây làm gì? Nói xong, bà ta nhìn xoáy vào Bình, nói với cái giọng thành khẩn. Chú ráng tin lời giúp tôi đi. Bởi có học trễ một bữa thì cũng không có chuyện gì lớn lao cả. Nhưng đối với mẹ con tôi, sáng sớm hôm đó chúng tôi sẽ tổn hại lớn, có thể mất mạng như chơi nếu chú để đồng hồ reo. Vì vậy năn nỉ chú giúp tôi chỉ một lần là sáng ngày hôm sau mà thôi, có được không? Mẹ con tôi mong vào chú lắm lắm. Trước lời đề nghị hơi kỳ lạ, nhưng với giọng nửa như năn nỉ van lơn, nửa lại có ý đem sinh mạng của mẹ con chị ta gây áp lực, khiến cho Bình không nỡ từ chối. Bởi anh nghĩ nếu thực sự việc mình trễ học 1-2 tiếng đồng hồ mà đổi lại được sự an toàn cho mẹ con của chị ta thì đâu có gì là không được. Dẫu lời của chị ta có thực hay không cũng được, chứ mình không giúp lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì có mà ân hận cả đời. Bình quyết định sẽ giúp chị nó, nhưng anh vẫn phải hỏi thêm. Chị nói ngày hôm sau không cho đồng hồ reo cụ thể là thứ mấy. Chị chỉ nói khơi khơi kiểu này thì tôi làm sao mà hứa được ạ? Bây giờ là tối thứ 4. Vậy là chú đừng cho đồng hồ reo vào sáng thứ 6.
Như vậy là được rồi. Có nghĩa là tối thứ năm tôi không để chuông báo thức, như vậy có phải không? Được, vậy thì tôi sẽ hứa với chị. Nghe Bình hứa như vậy, người phụ nữ ấy mừng ra mặt và chắp tay xá xá mấy cái rồi nói: Mẹ con tôi đội ơn chú vô cùng, tôi không muốn làm phiền chú nữa. Chào chú nha. Chị phụ nữ lạ gật đầu chào rồi lùi ra mấy bước, nhanh chóng quay về hướng phía sau của nhà Bình. Chàng trai ló đầu ra cửa sổ nhìn theo xem chị ta đi tới đâu, vì ngoài phía ấy thì làm gì có nhà cửa của ai. Nhưng bóng áo trắng của chị ta chập chờn trước mắt một lúc rồi nhanh chóng khuất vào trong bụi chuối phía sau nhà rồi mất hút giữa màn đêm. Bình cố nhìn kỹ xem chị ta có té hoặc là ngồi xuống bất ngờ hay không, nhưng chẳng thấy gì ngoài mấy tàu lá chuối đang phất phơ dưới ánh trăng, mà khi thoáng nhìn qua dễ nhầm lẫn thành những bóng người đang mặc áo trắng nhờn nhơ trong cõi tịch liêu. Dẫu cố tình nhìn kỹ thêm mấy lượt nữa mà không thấy bóng dáng của chị ta, và cũng chẳng có điều gì lạ xảy ra nữa, Bình đành quay trở lại giường, vén mùng rồi chui vô. Chẳng mấy chút anh cũng đã đi vào giấc ngủ ngon lành, chứ không trằn trọc như mấy tiếng đồng hồ trước. Đêm nay quả thực là ngủ rất ngon, không có chút mộng mị gì cả. Khi đang còn say giấc, tiếng đồng hồ reo vang đã đánh thức Bình dậy. Anh ngồi dậy tung mền, vén mùng rồi bước xuống, định bấm tắt tiếng chuông, nhưng chợt nhớ lời hứa với chị phụ nữ lạ mặt mang bầu, nên mặc kệ cho nó làm ồn, tới hết dây thiều thì tự dừng. Và chỉ cần hôm nay anh khỏi lên dây thiều thì sáng ngày mai nó sẽ tự động không reo nữa. Có như vậy thì mới tránh được sự thất hứa với chị nọ. Mặc dù đến bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy lời yêu cầu của người phụ nữ ấy có phần hơi lạ lùng, pha một chút vô lý. Vậy thì tại sao, lý do gì chị ta lại có cái yêu cầu ngộ nghĩnh đến như vậy? Nhưng anh đã bỏ qua, không dành nhiều thời gian để suy nghĩ về cái điều vô bổ ấy, mà phải lo đi học bài, vì ngày thi cũng đã gần kề. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Bình lập tức vùi đầu vào những cuốn sách, đến khi nắng đã lên cao mới ngưng học để lo ăn điểm tâm sáng. Ăn uống xong thì câu chuyện xảy ra lúc nửa đêm lại đến với Bình, nên định bụng sau khi đã dọn tô chén xuống sẽ ra phía sau nhà của mình để coi xem có căn chòi nào mới mọc lên hay không. Do có ý định như vậy nên vừa dọn cái tô xuống bếp và rửa nó úp lên, Bình liền ra phía sau nhà của mình xem căn nhà hay là căn chòi của chị ta ở phía đằng nào. Nhưng sau nhà của anh thì chẳng có gì, chỉ là một cánh đồng trống bạt ngàn, chả thấy lều hay chòi gì của bất cứ ai ở đằng sau nhà của mình. Có chăng chỉ sát bên nhà có cái chuồng heo của chú Năm Bảo, ngoài ra thì nơi đó chỉ có thêm nhà chứa củi nữa mà thôi. Bình đã khẳng định, ngoài hai căn đó ra thì chẳng có thêm một thứ gì khác. Lần nữa, Bình đã đưa mắt nhìn ra tuốt ra bên ngoài ruộng. Thực sự là chẳng có điều gì lạ. Do đồng ruộng vừa đặt xong, cho nên trước mắt chỉ là đồng trống chạy dài tới hơn cây số. Làm gì có nhà hay chòi lớn, chòi nhỏ nào ở đây. Thấy vậy thì Bình đã nghĩ, hay là lúc tối, người phụ nữ ấy quẹo bên tay phải hay là bên trái mà sơ ý mình đã không nhìn thấy. Nhưng rồi anh đã liền phủ định ngay ý nghĩ đó. Bởi vì trong cái xóm nhỏ của vùng quê này, đâu có bao nhiêu nhà, nên anh quen hết mọi người từ đầu cho tới cuối xóm dưới. Rồi lần nữa, đầu của anh đã chợt lóe lên. Có thể người phụ nữ nọ có bà con với ai ở trong xóm nên mới tới ở không chừng. Đoán già đoán non được một lúc, sau cùng thì Bình đã tạm chấp nhận với suy nghĩ đó của mình. Mọi việc đã tạm thời được giải đáp. Anh quay vô nhà và không bận tâm về chuyện của người phụ nữ lạ mặt với yêu cầu khá kỳ cục. Dẫu sao đã hứa rồi thì Bình dáng làm đúng, không để chuông báo thức lúc 4 giờ sáng như thường lệ. Khoảng 10 giờ tối ngày hôm đó, khi ôn bài xong, Bình đã liền chui vô mùng để ngủ. Tính ngủ sớm một chút để ngày mai, dù không có chuông báo thức, vẫn có thể dậy đúng giờ. Mới vừa chợp mắt, bên ngoài cửa sổ lại có tiếng cao nhẹ, rột rạt bỗng vang lên, khiến cho Bình nhổm dậy lắng tai nghe, và tiếng của chị lạ mặt đêm ngày hôm qua đã lại nhẹ nhẹ vang lên. Chú Bình ơi! Chú Bình ơi! Còn thức hay đã ngủ?
Bình nhận ra giọng nói của người phụ nữ ngày hôm qua nên đã lên tiếng trả lời. Có chuyện gì vậy hả chị? Vừa hỏi, anh ta vừa đi tới, đẩy cửa sổ qua một bên ló đầu ra bên ngoài nhìn nhưng không thấy bất kỳ một ai cả. Bất chợt một cơn gió lạnh sộc tới đem theo một mùi hôi thoang thoảng khiến cho anh cảm thấy khẽ rùng mình. Rút đầu vào bên trong rồi đưa tay kéo cửa lại để tránh cho ngọn gió lạnh cùng với mùi hôi thối kia. Khi tay của anh vừa chạm vào cửa, đụng phải một bàn tay hơi nhỏ của một người đàn bà. Đặc biệt là bàn tay đó lạnh ngắt, khiến cho anh cảm thấy rùng mình, rồi vội vàng giật tay lại. Ngay lúc đó, vừa kịp nhìn thấy chủ nhân của đôi bàn tay đó chính là chị lạ mặt đêm ngày hôm qua. Chị ấy đến sát một bên từ lúc nào mà không có gây một tiếng động dù chỉ là rất khẽ. Hôm nay chị phụ nữ ấy mặc một bộ đồ màu trắng, chẳng khác gì đêm ngày hôm qua, nhưng trông chị ta có vẻ mệt mỏi hơn, nặng nề và dáng đi phục phịch khác thường. Bình chưa kịp lên tiếng hỏi thì chị ta đã lên tiếng trước. Chú Bình có nhớ chuyện hôm qua tôi đã nhờ chú hay không? Tuy có phần hơi bực mình trước câu hỏi của chị ta, nhưng Bình cũng đã nhẹ nhàng trả lời. Tôi không lên dây reo cho đồng hồ rồi, nên chị cứ yên tâm. Nghe Bình trả lời như vậy, chị nọ có vẻ an tâm nên miệng đã nở một nụ cười. Vẫn là một nụ cười rộng tới tận mang tai và đầy những chiếc răng trắng ẩn lởm chởm, khiến cho Bình cảm thấy ghê ghê. Nhưng bản thân thì lại không thể giải thích được tại sao lại cảm thấy sợ khi nhìn vào nụ cười của chị ta. Nên anh đã hỏi để khỏa lấp cái bối rối trong lòng của mình. Tôi nói vậy chị đã thấy yên tâm chưa? Nhưng vẫn giữ cái nụ cười rộng toác đến tận mặt, người đàn bà nọ đã gật đầu trả lời. Được vậy thì mẹ con tôi vô cùng cảm ơn chú. Nhưng nếu chú sai lời thì tất nhiên mẹ con của tôi sẽ oán chú vô cùng. Vừa nói, chị ta vừa đưa đôi mắt đầy lòng trắng nhìn Bình, nửa như đe dọa, nửa như cảm ơn, miệng phát ra mấy cái tiếng khục khục như là người bị nghẹt mũi, rồi quay lưng bước đi mà không thèm cảm ơn hoặc chào một tiếng. Hành động đó khiến cho Bình lấy làm lạ bởi cử chỉ và thái độ của người phụ nữ lạ mặt này. Rồi anh lắc đầu, đưa tay kéo cửa sổ lại, vén mùng chui vào mà trong lòng đầy thắc mắc lẫn hoài nghi. Một chút sau, Bình cũng chìm vào trong giấc ngủ. Đêm nay trời thực sự là rất mát mẻ nên giúp anh có một giấc ngủ thật sâu. Bởi thế sáng ngày hôm sau, Bình đã giật mình thức dậy sau một giấc ngủ dài. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã hơn 5 giờ sáng. Vội vàng anh đã tụt xuống dưới giường, đi vào nhà vệ sinh vội vã rồi thắp đèn lên học bài. Cả tiếng đồng hồ sau mới học xong, Bình đứng lên vươn vai cho bớt mỏi rồi bước ra khỏi phòng. Vừa ra đến sân gặp ngay chú Năm Bảo, người bà con ở ngôi nhà kế bên. Ông ta mặc một chiếc quần cộc và chiếc áo sơ mi cũ, đang đứng trước cửa nhà mình tập thể dục. Vừa gặp mặt, chú vừa lên tiếng. Ủa, Bình, bộ đồng hồ hư hay chết sao mà hồi sáng nó không reo, làm tao dậy trễ theo không kịp làm heo, bị bà ấy la sùm từ nãy giờ đây này. Nghe chú Năm Bảo hỏi vậy, chợt Bình có cảm giác chuyện người chị phụ nữ lạ mặt kia nhờ mình có liên quan đến chuyện của chú Năm làm thịt heo. Vì vậy chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Dạ, chắc do tại trục trặc cái gì đó nên nó đã không reo đây ạ. Năm Bảo nghe vậy thì đã liền nói. Vậy coi nó bị làm sao mà sửa đi. Chứ để như vậy chú cháu mình bị trễ giờ nhiều lần đấy. Chắc lâu lâu nó bị trục trặc chút thôi chú ạ. Chứ nó chạy đều đặn và đúng giờ lắm. Chứ đâu có hư gì đâu. Nghe thấy Bình phân trần như vậy, chú Năm Bảo nhíu chán, lại suy nghĩ một chút rồi quả quyết nói. Thôi, vậy để chú ra chợ mua một cái đồng hồ mới. Tao phải quyết giết bằng được cái con heo quỷ này. Bình chột dạ nghĩ, không biết chuyện chú Năm tính giết con heo nào đó liệu có liên quan gì tới chuyện người phụ nữ lạ mặt nhờ anh đừng có để đồng hồ reo lúc 4 giờ hay không. Nghĩ vậy nên Bình đã hỏi. Con heo nào? Mà làm sao chú định giết nó vậy? Con heo nái nhà chú chứ con nào. Bà ấy nuôi nái heo cho nó đẻ. Rốt cuộc nó đẻ 2 bận rồi mà không nuôi ra được bầy nào hết. Ủa, sao vậy hả chú? Chú Năm nói một cái giọng đầy bực bội. Con heo quỷ này hư lắm. Lứa đầu nó đẻ 5 con thì đẻ chết 2 con, còn 3 con kia nó táp cho chết hết. Chú thấy ghét nó vì nó giữ tính. Tính bán rồi lại mua một con nái khác, bà ấy không chịu. Tới lứa sau, nó đẻ 8 con rồi chỉ trong một đêm,
Nó ăn hết hai con, còn mấy con kia không bị nó táp chết thì cũng bị nó đẻ chết. Mày nghĩ coi có tức cảnh không cơ chứ. Bởi vậy chú kêu bán thì bà năn nỉ để lứa này nữa, mà không xong thì mới đem bán. Nói tới đây, giọng của chú Năm càng thêm bực bội. Tối bữa trước, nó phá tanh bành cái chuồng rồi đẻ rớt bốn con. Sau đó nó cắn chết hai con, còn hai con kia thì đang loay hoay làm sao rồi đẻ chết luôn đi. Tới đó bà mới bực mình rồi hối giết nó, chứ để làm chi cái giống quỷ nọ. Bởi vậy chú tính hồi 4 giờ dậy xẻ thịt nó, ai dè đồng hồ của mày bỗng không reo, báo hại ngủ quên tới giờ mới tỉnh dậy đây, nên không có kịp làm đem ra chợ rồi. Bởi vậy bữa nay phải mua cái đồng hồ để đề phòng đồng hồ này không có reo thì còn có đồng hồ mới, cho con quỷ cái này nó không thoát khỏi tay của tao. Nghe chú Nam Bảo nói như vậy, tự nhiên Bình chợt liên tưởng đến bộ dạng của người phụ nữ lạ đã hai lần xuất hiện vào ban đêm. Bởi chị ta tuy không xấu xí gì, nhưng sao nhìn vào lại thấy ghê ghê như thế nào đó. Có lẽ do nụ cười rộng tới mang tai, kèm theo hàng răng trắng ẩn lởm chởm, và đặc biệt nhất là đôi mắt đầy lòng trắng, cực kỳ giống đôi mắt heo của chị ta. Bởi heo tinh mà sao chẳng giống heo cho được. Hơn nữa, cái phần xuất hiện và biến mất kỳ lạ, thì anh dù không muốn tin, nhưng vẫn đã rõ chị phụ nữ lạ mặt kia là ai rồi. Bình cảm thấy lo lắng vì hứa không để đồng hồ của mình reo. Nhưng bây giờ chú Năm mua cái khác. Nếu 4 giờ nó reo cho chú thức dậy làm thịt con heo đó, thì chuyện giữa anh và chị phụ nữ kia sẽ ra sao? Liệu chị ta và mấy đứa con sẽ oán mình như thế nào? Mẹ con nó liệu có vì vậy mà quay sang trả thù mình hay không? Những lo ngại ấy giờ đây chẳng phải là hoàn toàn vô căn cứ. Đôi mắt của chị ta cứ nhìn ám ảnh mãi. Cả ngày hôm đó Bình cảm thấy không hề thoải mái, có điều đâu biết thổ lộ cùng ai. Bởi dù có nói với ba mẹ, chỉ khiến hai người lo buồn mà nào có giải quyết được gì. Đem kể cho bạn bè nghe thì tụi nó sẽ cười cho là mình dị đoan và nhiều tưởng tượng. Còn nói với chú Năm nghe thì khác nào là nói con heo đó của chú đã thành tinh thực sự. Khi ấy, sợ rằng sẽ không giải quyết được gì mà lại gây hại thêm phiền phức. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thấy ổn, nên sau cùng anh đã quyết định chẳng nói với ai cả. Chuyện tới đâu tính tới đó, chưa biết làm sao. Đêm nay Bình không đi ngủ sớm như mọi người, mà đang còn ngồi ở trên bàn học. Bỗng từ ngoài cửa sổ có một tiếng cao sột soạt. Anh rậm đứng lên thì tiếng người phụ nữ kia đã lại vang lên nhỏ nhỏ. Tôi tới để nhắc chú dáng giúp, đừng cho đồng hồ reo vài bữa nữa đấy nha. Mẹ con tôi tin tưởng vào chú lắm, mong chú không phụ lòng. Bình nghe chị ta và nhờ vả như vậy mà như ra lệnh, vội đã lên tiếng. Tôi đồng ý với chị là không cho đồng hồ reo nữa, nhưng đồng hồ người khác reo thì biết tính làm sao? Nói ra như vậy, tưởng đâu chị ta sẽ thông cảm với mình, nhưng bất ngờ giọng của chị ta đanh lại. Chú làm sao thì tùy, nhưng tôi không muốn vào giờ đó có bất cứ cái đồng hồ nào báo thức reo lên cả. Chỉ có vậy thôi. Nói xong, hình như là chị ta đã bỏ đi, tạo thành tiếng động nhẹ nơi vách nhà. Bình vội nhảy đến, đẩy cửa sổ qua một bên, ló đầu nhìn ra bên ngoài, thì vừa kịp nhìn thấy bóng áo trắng của người phụ nữ nọ đang khuất sau một bụi chuối, rồi nhanh chóng thấp thoáng nơi chuồng heo của chú Năm. Sau cùng nó biến mất không có thấy tăm hơi để lại. Nhìn thấy vậy thì Bình tin chắc người phụ nữ mang bầu kia, chắc chắn đó chính là con heo của chú Năm đã thực sự thành tinh. Thoáng nghĩ làm cho anh giật mình và lo sợ. Nhưng rồi tuy sự suy nghĩ đó là con heo kia lúc sống còn không làm gì được, mặc dù biết chú Năm có ý làm thịt nó, vậy chết rồi thì làm được gì ai cơ chứ? Vậy tại sao mình lại sợ nó? Hơn nữa anh có động chạm gì đâu mà ngược lại còn giúp nó, không cho đồng hồ reo nữa kia cơ mà. Nếu thực sự vì cái đồng hồ nào khác reo mà nó quy tội cho anh thì quả thực là vô lý thực. Tuy tự suy luận như vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn không tránh khỏi phập phồng lo sợ. Những chữ mà đầu óc trở nên nặng nề không thể tiếp tục học nữa, đành xếp sách vào đi ngủ sớm, vì biết có học cũng chẳng nhớ gì. Bình đang ngon giấc, bỗng giật mình vì tiếng gào eng éc thảm thiết vang dền một cách khác thường. Tiếng la dữ như van xin, nửa như chửi rủa người ta. Bởi cái âm thanh đó lúc chậm chạp rên rỉ, lúc thì gào liên miệng không ngớt.
Anh tung mền rồi bước xuống khỏi giường, đi lại đẩy cửa sổ qua một bên nhìn xuống chuồng heo của chú Năm. Quả đúng như suy nghĩ, đèn dưới đó sáng rực cùng bóng 3-4 người đang lui cui. Tiếng heo đang la vang dậy cũng đã xuất phát từ đó. Không biết sao Bình lại dùng mình như nhuốm lạnh, vội kéo cửa sổ lại rồi trở vào lấy nước rửa mặt súc miệng cho tỉnh táo. Mới bước lại bàn lấy sách ra học, giờ phải tranh thủ ôn thật kỹ, bởi chỉ còn chưa tới một tuần nữa là đã đến ngày thi rồi. Đang cúi đầu học chưa được bao lâu, bỗng cơn buồn ngủ đã kéo tới. Anh cố chống chọi nhưng không có được nên đã gục xuống bàn rồi thiếp đi. Vừa khi ấy, ngoài cửa sổ bỗng có tiếng động mạnh rầm vang lên, cùng một làn gió lạnh lẽo tràn vào phòng khiến Bình bừng tỉnh, nhìn ra và hoảng hốt, mắt mở căng hết cỡ khi nhìn thấy chị phụ nữ lạ mặt ấy hôm nay vẫn trong bộ đồ màu trắng. Không biết chị ta đi vào bằng cách nào mà giờ đây đang đứng lù lù sát chân giường cùng 5-6 con heo con. Có điều mấy con heo này chỉ đều đứng bằng hai chân và cả đám tụi nó có đôi mắt trắng dã, toát ra cái tia lạnh lẽo đến kinh người, đang nhìn anh chăm chăm. Thấy bộ dạng của chị ta và đám heo con thì dù chưa lên tiếng nhưng Bình cũng đã hiểu chúng nó đến để làm khó dễ gì anh đây. Đám heo con tuy có rùng rợn nhưng so ra với chị kia vẫn đỡ kinh khủng hơn. Chị ta lúc này mới thực sự là kinh dị. Chỉ nhìn thôi Bình cũng đã bùn rùn toàn thân, bởi cái cổ họng đã bị cắt rộng toác ra, đường cắt sâu hoắm, máu me thì đầm đìa, gần như là cổ không có còn giữ được cái đầu nữa, khiến nó bị gập xuống tận vai và có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Còn phần ngực và bụng thì đã bị mổ banh ra, chống hùa chống hoác, không có còn gan ruột gì cả. Nhìn vào thấy cả khung xương với máu me đầm đìa đang tuôn ra làm đỏ hết cả thân trước. Máu chảy từ thân người chị ta xuống đọng thành vũng ở trên sàn nhà. Nhìn thấy vậy, Bình không còn hồn vía gì cả. Mồ hôi lạnh đã tuôn ra khắp người, đứng chết dí một chỗ run rẩy. Đến nỗi anh ta phải ngã và phải dựa cả thân người vào cái bàn học phía sau lưng. Cố kìm lắm thì hai chân tay vẫn cứ run rẩy. Hai hàm răng của anh thì cứ đánh vào nhau kêu cồm cộp. Dù không muốn nhưng hai mắt thì lại mở căng ra hết cỡ, nhìn chằm chằm vào mấy con heo trước mặt. Đầu óc lúc này chỉ là một mớ hỗn độn, pha lẫn sự sợ hãi. Không biết giờ đối phó với tình trạng trước mắt như thế nào. Bất ngờ chị ta chừng đôi mắt trắng dã của mình rồi cất tiếng lạnh lùng, mang đầy oán khí lẫn sự thù hận. Mày không giữ lời, giúp cho mẹ con tao toàn đàn, để tao phải bị nó giết chết một cách đau đớn. Cắt cổ cho máu chảy đến chết, rồi chúng lại lôi hết nội tạng ruột gan của tao ra ngoài. Vậy thì mày hãy chờ đó để đón sự báo oán của tao. Chính mày đã hại chết mẹ con tao. Nói xong, hai cái lỗ tai của nó bỗng nhọn và cao lên như tai lừa. Cái miệng cũng chợt dài ra như là mõm cá sấu há to, nhè mấy cái răng dài nhọn hoắt, trắng ợt, nhằm hướng của Bình đứng táp gió vài cái bập bập như đe dọa, rồi quay mình bước ra bên ngoài. Mấy con heo con cũng hướng vào Bình kêu lên en ép đầy oán hận. Khi chúng bước gần tới, mùi hôi của heo và tanh tưởi của máu hòa trong không khí sộc vào mũi. Mấy con heo nhỏ cũng lần lần lên tiếng ục ịch, đưa đôi mắt oán độc nhìn Bình. Dù không nghe được tiếng của chúng nói, nhưng anh cũng mơ hồ cảm thấy như những lời đe dọa nợ máu phải trả bằng máu. Buông ra mấy lời đó xong, cả đám tiếp tục bước đi bằng hai chân theo con heo mẹ ra hướng ngoài cửa. Bọn chúng không hề mở cửa, mà tự dưng từng con cứ xuyên qua tấm cửa rồi biến mất trong cái màn đêm u tịch đó. Nhìn thấy mấy con cuối cùng vừa biến mất, Bình đã phần nào lấy lại được bình tĩnh và chợt nhớ ra, vội lao theo miệng thì la lên. Chị đứng lại cho tôi nói với. Vừa kêu vừa đuổi theo, do quính quáng nên anh đã vấp một cái té chúi chũi về phía trước giật mình tỉnh dậy. Thấy mình vẫn còn đang ngồi trên bàn học, lúc đó liền thở phào nhẹ nhõm, thì ra vừa rồi ngủ gục mới mơ thấy bậy bạ như vậy. Có lẽ do anh quá lo sợ chị kia trả thù theo lời nói đêm qua nên mới mơ như vậy. Anh hít thở sâu mấy cái
để cho đầu óc tỉnh táo. Nhưng vừa khi ấy, ngọn đèn dầu lớn trên bàn bỗng phụt phụt hai tiếng rồi mờ câm như kiểu hết dầu, khiến cho căn phòng tối lù mù. Và đúng lúc ấy, nhìn thấy ngay chân giường của anh cảnh tượng khi ban nãy. Một cái bóng trắng toát bất ngờ xuất hiện. Nó lơ lửng cao khỏi mặt đất vài tấc, đong đưa qua lại, từ đó buông ra mấy tiếng khịt khịt, ục ịch, khá lớn như là đang đe dọa. Rồi bóng nọ từ từ trôi ra phía cửa cái và tan mất. Nhưng hơi lạnh của nó cùng cái mùi hôi của heo vườn tới trong phòng một lúc mới hết. Lúc này thì mình mới thực sự là phát hoảng, bởi bây giờ là thật chứ không phải là như mơ ban nãy. Anh lẩm bẩm, không lẽ nó thực sự là con heo thành tinh và chuẩn bị trả thù mình. Lẩm bẩm xong, vội lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đó, bởi thực ra mình đâu có hại gì nó cơ chứ. Không chỉ vậy, còn làm theo lời không cho đồng hồ reo. Còn việc đồng hồ người khác reo hay không thì làm sao mà quản được. Nếu vì vậy mà nó đổ tội cho anh thì quả thực là cũng quá đáng. Bỏ qua chuyện con heo thành tinh, Bình quay trở lại bàn nhưng không còn tâm trí đâu để mà học. Ngồi thừ ra suy nghĩ lung tung, để rồi khi giật mình nhìn ra thì trời lúc này cũng đã sáng trắng. Tiếng của bà Tư, mẹ của anh, đã kêu ra ngoài ăn sáng. Bình, Bình ơi, ra ăn sáng đi con, mẹ nấu xong rồi đây này. Dạ, con ra liền đây ạ. Bình lên tiếng trả lời, xếp lại sách vở đứng lên đi ra khỏi phòng. Sau khi Bình vô bàn, Bình ăn qua loa mà không có cảm giác ngon lành gì cả. Thấy có sự lạ, mẹ anh đã lên tiếng. Ủa, sao vậy hả con? Ốm đau gì không mà mẹ thấy hôm nay con có vẻ lạ quá vậy? Sau phút đắn đo suy nghĩ, Bình quyết định đem toàn bộ câu chuyện về con heo tinh thuật lại cho ba mẹ cùng mấy người anh em trong gia đình nghe, để tìm cách tránh sự báo oán của con heo nọ. Sau khi nghe xong, người tin kể lại cho rằng anh lo học quá nhiều nên đã sinh ra mộng mị, bậy bạ, chứ làm gì có chuyện heo hiện thành người cho được. Ba anh thì không có nói gì, chỉ vỗ vai con trai rồi trấn an. Chắc do mấy hôm nay con lo học hành nhiều quá đấy, nên đã sinh ra mộng mị, ảo giác vậy thôi, chứ không có ma quỷ hay thành tinh gì đâu. Nếu học căng thẳng quá, hay hôm nay con tạm nghỉ cho đầu óc nó thảnh thơi, rồi hãy học tiếp. Chứ tinh thần như vậy, học cũng không có vào được đâu. Bình dù biết chuyện mình vừa phải trải qua là thực, chứ chẳng phải là ảo giác hay mộng mị gì cả. Nhưng anh cũng đã nghe lời của ba, bởi hôm nay anh thực sự quá sợ hãi. Giờ mới ngồi vô bàn thì cũng không thể nhét vô chữ nào được đâu. Nên ăn sáng xong, lại lang thang qua nhà đám bạn học, chơi bời cho khuây khỏa, sẵn tiện xem tụi nó học hành tới đâu rồi. Bình leo lên trên con ngựa sắt quen thuộc, lốc cốc đạp xe đạp qua nhà Tấn xem thằng này học hành như thế nào rồi. Bởi trong lớp chỉ có Bình và Tấn là cặp bài trùng, không chỉ học luôn xếp hàng top của lớp mà cả hai cũng là đôi bạn thân, hay cùng nhau la cà lúc rảnh rỗi. Nhà Tấn cách nhà Bình cũng không xa. Đến nơi thấy thằng này đang mặc quần xà lõn, ngồi băm chuối cho heo ăn. Tự nhiên Bình cảm thấy rùng mình khi nghĩ lại con heo tinh. Anh lên tiếng chào thằng bạn thân, vừa để chọc nó, vừa để xua tan đi cái nỗi sợ hãi đang mơ hồ trong lòng của mình. Ê, học hành gì chưa? Mà mới sáng sớm đã băm chuối như vậy à mày? Tấn ngước lên, thấy thằng bạn thân đang đứng cạnh con ngựa sắt, thì liền cười tươi rồi trả lời. Trời ơi, hôm nay mọt sách lại dám rời bàn học để mà ghé qua nhà mình chơi luôn kìa. Mày nói quá, tao mà mọt sách thì trên đời này không ai là không phải là mọt sách. Mày cho heo ăn xong thì có bận gì không? Không, tao băm chuối giùm mẹ một chút là hết việc. Có gì không hả mày? Tại tao học căng thẳng quá, tính qua rủ mày đi cà phê cà pháo chút cho tỉnh táo đầu óc. Chẳng bao lâu sau, hai thằng bạn thân leo lên hai con ngựa sắt, chạy ra gần trường cấp 3 để tìm quán cà phê quen thuộc của hai đứa. Sau khi nói đủ chuyện trên đời, cũng đã gần trưa, Bình và Tấn đều đã cảm thấy đói bụng nên đã chia tay nhau, mạnh ai về nhà người nấy. Về đến nhà, ăn trưa xong thì Bình thấy đầu óc nhẹ hơn nhiều. Anh bước ra trước sân nhà thì thấy chú Năm Bảo đang ngồi trước uống trà với mấy người bạn ở trong xóm. Thấy dáng của Bình, chú Năm đã lên tiếng gọi. Bình, có ba con ở nhà hay không vậy? Bình chưa kịp trả lời
thì ba của anh trong nhà đã bước ra cất tiếng. Ơi, tôi đây, có gì không hả chú Năm? Có hai anh Cường ghé chơi, anh Tư có uống trà cho vui. Hai Cường, Năm Bảo và Tư Hào vốn ngày xưa cùng học chung với nhau. Lâu lâu không có gì làm, họ lại ngồi làm mấy tách trà hoặc vài xị rượu cùng nhau. Thấy hai ông bạn già nên ba của Bình cũng không khách sáo, vội bước qua nhà của Năm Bảo, ngồi xuống cùng hai ông bạn già và mấy người nữa ở trong xóm. Sau một lúc trò chuyện thì câu chuyện tiếp theo của Năm Bảo làm ông thực sự lo lắng. Đó chính là cái chuyện xảy ra vào sáng nay và chính chú Năm cùng mấy người làm heo đã cùng chứng kiến. Chú Năm nói: "Ở đây, để tôi kể cái chuyện này cho mấy anh nghe. Nó vừa mới xảy ra hồi sáng nay thôi." Hai Cường thấy Năm Bảo nói như vậy, tự nhiên đổi thái độ khi kể chuyện, nên đã lên tiếng nói: "Chuyện gì mà thấy anh có vẻ quan trọng như vậy hả anh Năm?" "Thì chuyện con heo nái nhà tôi vậy. Con heo quỷ quái ấy mà mấy lần đẻ ra rồi ăn heo con đó." Rồi, tôi nhớ rồi. Sao, anh kể cho tôi nghe xem nào." "Thì sáng nay tôi quyết tâm phải giết bằng được con heo đó, nên 4 giờ cùng với mấy người đem theo đồ nghề ra chuồng nó. Ai đời khi bước đến gần cửa chuồng thì con heo quỷ ấy hộc lên một tiếng lớn, rồi từ trong phóng mạnh ra một cái chồm cả hai cẳng lên phía trước cửa chuồng, như muốn nhảy ra khỏi cửa. Cũng may tại cái cửa tôi làm chắc, chứ không với cú chồm đó, không chừng là đã bung ra rồi. Nó đứng thẳng thân của nó bằng hai chân sau, hai chân trước thì đè lên cái cửa như muốn dùng sức xô cho bật ra." Nói đến đó, ông ta đưa mắt nhìn qua người đàn ông tên Bảy đó cũng ngồi chung với bạn. "Thấy lập dữ quá, thằng Bảy đó sợ nó xô một hồi rồi sập luôn cả cái chuồng nên đã vội bước đi, tính là vật nó xuống. Ai dè đâu nó không sợ mà quay qua há họng táp thẳng thằng Bảy đó, làm cho thằng này hoảng hồn nhảy ngược ra bên ngoài lại. Thấy con heo dữ quá nên mấy người tụi tôi phải lấy thòng lọng giật cho nó té xuống, rồi cả mấy người đàn ông quăng dây qua ghì nó xuống. Ghì được một lúc thì mới làm cho nó té xuống được. Hai ba người mới dám vào vô lật ngửa ra, cột bốn cẳng nó lại. Dù là bị cột mà mồm của nó thì vẫn cứ eng éc, nghe táp dữ dội lắm. Nhìn hàm răng lồm chồm khác thường mà bọn tôi ớn tới tận óc ấy. Thực tình từ xưa tới giờ tôi làm không biết bao nhiêu con heo rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con heo có cái hàm răng quái đản đến như vậy. Bảy đó, hồi sáng nếu không nhanh chân nhảy ra thì đã bị con heo đó táp trúng, nên anh chàng này vô cùng ấn tượng với con heo nọ, đặc biệt là hàm răng quái đản nhìn vô cùng kinh dị của nó. Giờ nhớ lại cũng cảm thấy rùng mình góp lời. Ngoại trừ cái hàm răng ra, tôi thấy ớn nhất là chuyện sau khi cắt cổ thọc huyết rồi mà nó la hét cả gần giờ đồng hồ sau mới chịu chết hẳn. Cái tiếng la của nó cũng ngộ lắm đấy nha. Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không mà nghe như tiếng kêu gào của một người đàn bà đang nguyền rủa mấy anh em chúng tôi. Rồi lúc nhìn vô đôi mắt của nó, tôi thấy ớn lạnh thực sự, y như là đôi mắt đầy oán độc nhìn kẻ thù vậy. Năm Bảo cũng rùng mình khi nhớ lại đôi mắt của con heo nhìn ông trước khi chết. Cùng với tiếng la ai oán đó, ông đã lại nói tiếp: "Mà có một điều rất lạ là khi con heo quỷ này vừa xuôi cò thì mấy cây đèn đang sáng trưng bỗng tối lù mù. Bốn người tụi tôi cùng thấy có một cái bóng trắng lờ mờ như là khói từ chỗ con heo nằm thoát ra, bay về hướng nhà anh chị Tư, chỉ một chút là đã mất dạng. Lúc đầu ai cũng tưởng mình hoa mắt nên đã nhìn lầm. Chỉ khi thấy tôi nói ra điều đó thì Bảy cùng mấy anh em cũng lại xác nhận y chang như thế." Nghe Năm Bảo và Bảy đó kể lại chuyện con heo, trong lòng của Tư Hào kêu trời, bởi nó quá mức trùng hợp với điều thằng Bình đang nói sáng ngày hôm nay. Ông trong bụng thầm tính toán, rồi sau khi nói thêm vài câu, liền đứng lên cáo từ mọi người vì nói chút nữa phải đi công chuyện. Từ giã mấy người bạn xong, Tư Hào vội vàng bước về nhà mình, kéo bà vợ lại cái bàn trong phòng khách. Sau khi ngó tới ngó lui không thấy ai, ông mới đem câu chuyện vừa nghe được kể lại một lần nữa cho bà vợ nghe. Bà vợ nghe mà mồ hôi đổ ra ướt cả người, rồi kêu trời như là bị bọng. Ông Tư Hào vội ngăn lại vì chuyện này chưa xử lý được, nói ra sẽ làm cho Bình lo lắng rồi ảnh hưởng đến chuyện học hành, thi cử. Hai vợ chồng vò đầu bứt tóc một hồi. Chợt bà vợ nhớ bên xã Long Tân có ông thầy sáu bắt ma trừ tà hay lắm, nên đã bàn với chồng qua đó mời ông tới nhà xem sao. Nếu đổi lại chuyện ngày thường, chắc chắn ông chồng sẽ tạt ngang
vì cho rằng đám đàn bà con nít nói chuyện tầm phào, mê tín dị đoan, bởi trên đời này làm gì có ma với quỷ. Nhưng hôm nay, ông đã tin tuyệt đối cái chuyện này không phải là chuyện giả. Nghe bà vợ đề nghị như vậy, Tư Hào lập tức đồng ý rồi nói: "Chuyện này cần phải giải quyết gấp, giờ tôi với bà chạy qua nhà thầy Sáu liền đi. Ấy mà bà có biết ông ấy không? Chứ tôi là tôi không biết đấy nhá." "Biết chứ sao không? Nhờ hôm nọ có đi chung với thím Bảy Hà, qua nhờ thầy Sáu cho thằng con của thím Hà đi tu. Chứ nó mấy năm nay cứ đau ở vai, làm cả ngày cứ nhức mỏi. Mà ông hay lắm nhá. Sau lần đó thì thím Bảy Hà khỏe du, không có còn đau mỏi vai cổ gì nữa. Rồi, vậy vợ chồng mình qua mời thầy Sáu liền đi." Nói xong, ông Tư vô nhà thay đồ, rồi dắt xe ra chở vợ đi tìm thầy. Hai vợ chồng sau một lúc đã qua được tới xã Long Tân, cách đó mấy cây số, nhờ thầy coi ra sao để tìm cách ngăn ngừa việc trả thù của con heo thành tinh đổ lên trên đầu của đứa con trai mình. Thầy Sáu nghe hai vợ chồng kể đầu đuôi câu chuyện, liền xách theo đồ nghề, rồi theo chân hai vợ chồng Tư Hào quay lại nhà của họ. Ông thầy Sáu được rước tới, đi một vòng từ trước ra đằng sau, rồi nhìn thật kỹ mọi ngóc ngách ở trong nhà, mọi ngóc ngách ở trong nhà ngoài sân, rồi tuyên bố: "Ông không thấy có vong hoặc là ma quỷ gì cả, loanh quanh luẩn quẩn trong nhà cũng như là theo cả Bình." Nói xong, thấy hai vợ chồng cùng Bình có vẻ còn lo lắng, thầy Sáu lấy một đạo bùa ra đưa cho Bình rồi căn dặn: "Đây là bùa phòng thân, cháu đem theo bên người đi." "Dạ, cháu cảm ơn thầy Sáu ạ." Nói xong, thầy Sáu ngồi thêm một lúc thì ra về, nghe không có vong ma quỷ theo quấy phá, hai vợ chồng Tư Hào và cả nhà đều rất mừng. Nhưng thực sự là chưa chắc ăn. Ngày hôm sau họ lặn lội qua tỉnh khác, rước thêm hai thầy nữa để về xem nhà. Sau khi đi vòng vòng, nhìn hai ông thầy nọ cũng đã lên tiếng xác nhận, không thấy ma quỷ gì quanh khu đất này cả. Thấy cả ba thầy cũng có chung một kết quả, vì vậy gia đình Bình cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Tư Hào vỗ vai của con trai: "Rồi, thôi cả ba thầy nói không có ma quỷ gì ở trong nhà, và lại cũng không có ai theo con. Vậy là yên tâm lắm rồi. Con heo tinh nọ có khi sống thì tác oai tác quái một chút, nhưng khi bị giết rồi thì hồn phách tiêu tán luôn, nên không thể luẩn quẩn theo mà ám hại con được nữa đâu. Giờ thì cứ yên tâm học bài thi cho tốt là được. Bà đang chờ con trai trở thành sinh viên đấy nhá." "Dạ, con sẽ không làm ba mẹ thất vọng đâu ạ." Bình cũng vâng dạ cho ba mẹ khỏi phải lo lắng, nhưng thực ra trong lòng của cậu vẫn mơ hồ lo nghĩ là làm sao. Mặc dù là có lá bùa phòng thân của thầy Sáu, nhưng không hiểu sao anh linh cảm sự việc con heo tinh kia không dễ dàng kết thúc như vậy. Bởi sau khi nó bị chú Năm giết thịt, thì ngay sau đó chính anh ấy thấy nó và cả mấy con heo con xuất hiện trong phòng của mình, đòi trả thù báo oán. Cái đôi mắt căm phẫn của nó nhìn anh, cũng như những lời đe dọa kia, không phải nói suông cho qua chuyện thôi đâu. Nhưng rồi nỗi lo đó của Bình không kéo dài được bao lâu. Bởi mấy hôm sau thì phải khăn gói lên trên Sài Gòn để thi đại học, nên tạm thời quên đi cái chuyện của con heo nọ. Sau kỳ thi, Bình đã ở lại nhà người dì ruột ở bên quận 6 để chờ kết quả và luôn tiện học thêm ngoại ngữ, bởi chương trình học tiếng Anh ở quê không thể đem so sánh với thành thị Sài Gòn được. Nếu vô học đại học, không muốn bị tụt hậu so với bạn bè thì chỉ có cách là phải tự học bổ sung cho mình mà thôi. Một thời gian sau, nhận được thông báo đậu đại học rồi thì làm thủ tục nhập học, nên anh chỉ ở lại nhà dì ruột lâu lâu mới về thăm quê nhà một mình. Nhờ vậy thì chuyện con heo hiện ra quấy rối nhiều tháng qua, tạm thời không nhớ tới. Thời gian thoi đưa, mới đó mà đã học được cả năm rồi. Bình cũng nhanh chóng thích nghi với môi trường mới và có thêm nhiều bạn bè, trong đó chơi khá thân với Thành, anh chàng này nhà ở Tân Bình, học cùng lớp với Bình. Khi kết thúc môn học thì mùa hè cũng đã gần tới, nhân hôm ấy không có lên lớp, nên Thành đã rủ Bình đạp xe lên Gò Vấp, ghé thăm ngôi chùa cổ. Vị sư trụ trì của ngôi chùa đó là bà con với anh ta, Thành đã nói thêm. Nơi đó mát mẻ và thanh tịnh lắm, rất tốt cho anh em mình giải tỏa căng thẳng bởi học kỳ vừa qua. Nhân dịp này tụi mình cũng ở lại qua đêm, sẽ cực kỳ thú vị đấy. Bạn đồng ý thì vào xin phép để tối mình ở lại. Quả thực là lời đề nghị của Thành nghe thấy rất thú vị. Bởi sau khi kết thúc môn học thì Bình cũng cần thư giãn đôi phần. Vậy nên Bình đã vào xin phép người dì
để theo bạn lên đó ở chơi qua đêm. Tất nhiên người dì nghe cháu mình lên chùa thì lại mau chóng đã đồng ý. Chùa đó thì dì biết, sư trụ trì đó đức độ lắm đấy nha. Con lên đó nhớ phải nói năng lễ phép, biết chưa? Dạ, con nhớ rồi ạ. Đột nhiên lúc đó dì của Bình nhớ ra chuyện lá bùa, nên đã vội nói. À, quên nữa, lá bùa con hay mang theo người, sao lại mất hết chữ và để ở trên bàn như thế kia? Như vậy thì làm sao còn linh nghiệm được nữa? Nghe thế vậy thì Bình hoảng hốt. Thôi chết rồi, nói vậy là hết linh rồi hay sao hả dì? Tại hồi tuần trước con đi mưa về, con lo mưa ướt lá bùa, nên con đã cho vào ba lô rồi quên béng mất luôn, không có lấy ra. Hôm qua đem ba lô đi giặt, lại sơ suất chẳng chịu lục kỹ, làm cho lá bùa ướt nhẹp, rồi khi phát hiện con đem ra phơi đó ạ. Ướt và mất hết chữ như vậy rồi, thì còn linh gì nữa đâu hả con? Bình quyết định hôm nào về quê sẽ ghé thăm nhà thầy Sáu xin lá bùa khác. Nghĩ vậy nên không quá lo lắng về việc lá bùa đó nữa. Họ nói thêm vài câu, rồi Bình cùng Thành chào tạm biệt gì. Thế là hai chàng sinh viên cưỡi lên hai con ngựa sắt nhắm hướng Gò Vấp mà phóng đi. Đến khu ngã năm Chuồng Chó, Thành quay qua nói với Bình. Chạy thêm một chút nữa, sẽ có con đường nhỏ dẫn vào trong chùa. Đảm bảo bạn sẽ vô cùng thích nơi đây đấy. Quả nhiên, chừng hơn 10 phút sau, cả hai cùng dừng xe trước một ngôi cổ tự. Đó là một ngôi chùa nhỏ, làm bằng gỗ lợp ngói âm dương. Vừa nhìn đã thấy toát lên cái vẻ cũ kỹ rêu phong, trông thật là cổ kính. Khuôn viên của xung quanh chùa thật là rộng, với khu vườn cây nhãn, mít, xoài, sum xuê, cây nào cũng tùm. Khi vừa bước chân vào, Bình đã cảm thấy mát mẻ và thư thái vô cùng. Dường như cái không khí ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn đã bị bỏ lại phía đằng sau lưng. Bình hít một hơi thật sâu. Cái không khí mát mẻ của ngôi chùa nằm khá sâu trong con đường nhỏ với. Thêm vào đó là cả khuôn viên rộng rãi, lại thoang thoảng trong gió có mùi hương trầm, làm cho anh thấy thực sự quá tuyệt vời. Cái cảm giác hơi đau đầu nãy giờ cũng đã đột nhiên biến mất, nên đã buộc miệng nói. Nơi đây thanh tịnh và mát mẻ quá. Mình ở chơi qua đêm thì đúng thực sự là thú vị, Thành nhỉ? Thấy thằng bạn có vẻ thích nơi này, Thành tự hào trả lời. Đấy, thấy chưa? Do đó mình mới rủ bạn ngay từ lúc đầu. Hơn nữa vị trụ trì của chùa này mình gọi bằng ông chú, nên bạn cứ yên tâm ở đây chẳng ngại gì đâu. Trưa nay hai đứa mình ăn bữa cơm chay tại chùa luôn, có chịu không? Ơi giời ơi, vậy thì còn mong gì hơn nữa. Lâu lâu đổi bữa ăn chay thì thật là tuyệt vời. Mình tán thành cả hai tay. Hai người bạn sánh vai nhau, dắt xe vô dựng bên cạnh cây bồ đề trồng bên trong sân chùa, rồi Thành dẫn Bình vào chào sư trụ trì. Mình dẫn cậu vào chào sư trụ trì, xong hai đứa mình ra ngoài vãn cảnh nhé. Theo chân của Thành đi khỏi chánh điện và nhà thờ tổ, có một phòng tiếp khách để bộ bàn ghế bằng gỗ và xung quanh có nhiều giá sách. Trong gian phòng đó, có một vị sư đang ngồi đọc sách và quay mặt hướng ra hai người. Thành bước tới đảnh lễ chào ông và Bình cũng bắt chiếc chào theo. Ông ta có lẽ là ngoài 70 tuổi gì đó, gương mặt hiền từ, da rẻ hồng hào, và mặc một bộ đồ màu nâu. Sư trụ trì cười tươi chào lại cả hai. Chợt ông nhìn thấy Bình một lúc rồi cất tiếng. Hai con ra lễ Phật và dạo quanh chùa một chút. Đến giờ thì vô thụ trai. Thành và Bình dạ một tiếng rồi lui ra bên ngoài. Sau đó cả hai ra trước chánh điện thắp nhang lễ Phật. Xong hai người kéo nhau dạo quanh vườn để tận hưởng không khí mát mẻ của vườn cây. Dạo vườn chán, họ lại chiêm ngưỡng nội thất bên trong chùa. Ngoài các tượng Phật thờ trên bệ cao toát ra nét trang nghiêm thoát tục, thì cả hai cùng say sưa ngắm những câu đối bằng chữ Hán cùng các hoa văn họa tiết chim chóc, cây cảnh được chạm trổ tinh vi trên mấy cây cột cùng các bức hoành phi mà tấm tắc khen ngợi sự khéo tay tỉ mỉ của các bậc tiền nhân. Thành cũng tự hào giới thiệu cho bạn mình về danh hiệu của các tượng Phật thờ trong chánh điện rồi đại hồng chung được đúc từ khi nào. Nghe người bạn của mình giới thiệu, Bình cảm thấy bội phục vì các vị tiền nhân đã dựng chùa và tạo ra các tác phẩm để đời như vậy. Trong cảnh khói hương bay mơ màng, lòng trần của hai chàng sinh viên cũng như đã được gột rửa. Bình nghe tâm hồn của mình thật nhẹ nhàng, mọi lo toan như biến mất, mà thay vào đó là tâm trạng thật thư thái, êm dịu, như muốn quên đi ngày giờ, cho đến lúc tiếng mời của một chú tiểu nhỏ vang lên,
đưa họ trở về với thực tại. A-di-đà Phật, sư phụ cho mời hai vị xuống thụ trai ạ. Nói xong, chú Tiểu dẫn đường đi trước hai người bạn nối gót theo sau. Bữa cơm chay thanh đạm nhưng lại rất ngon miệng đối với cả hai. Khi dùng xong bữa trưa, vị sư trụ trì đi lại gần bình và nhìn vào anh khá lâu rồi ông nói. Một chút dùng cơm xong, hai con vào phòng khách, ta có vài điều muốn nói với các con ở đây. Ông vừa nói vừa hướng vào bình, anh mau mắn gật đầu thưa. Dạ thưa sư phụ, con xin nghe ạ. Nói xong, vị sư trụ trì nhẹ nhàng đi về phía phòng khách, hai chàng trai cũng nhanh chóng dùng xong bữa cơm, dọn chén đĩa xuống dưới bếp. Hai chàng trai đưa nhau tới phòng khách theo lời dặn của sư trụ trì ban nãy. Ra tới nơi, thấy vị sư trụ trì già ngồi chờ sẵn, ông chỉ vào chiếc ghế trước mặt, kêu bình ngồi vào đó, sau đó bảo nhìn thẳng vào mắt của ông. Con ngồi xuống đó đi, cứ nhìn thẳng vào mắt của ta, thả lỏng mọi thứ và đừng có nhắm lại. Bình vâng lời, nhìn vào mắt của vị sư già nọ. Một phút trôi qua, ánh mắt mình rất mỏi, chỉ muốn sụp xuống nhưng nhớ lời dặn nên cố gắng giữ yên không nhắm. Bỗng thấy đôi mắt già nua nọ mấy làn ánh sáng xanh vụt ra, phóng vào mắt của Bình, khiến cho Bình hoảng hồn chớp mắt mấy cái. Thấy thế, nhà sư già đã nhẹ nhàng nói. Xong rồi đó con, ta đã rõ nguồn căn của sự việc. Chỉ ngồi đối mắt cùng vị sư một chút như vậy mà trán của Bình đã rớm mồ hôi lạnh, làm cho anh ngạc nhiên quá đỗi. Không hiểu do đâu thì tiếng nói trầm ấm của nhà sư bỗng vang lên đều đều. Ngay từ lúc con bước vào chùa cùng thành, ta đã nhận ra nơi ấn đường của con có một nét mờ đen, chứng tỏ trong con có một phần âm vừa thoát ra không lâu. Lúc ấy ta chưa kịp biết đó là giống chi. Vừa rồi ta đã soi kỹ thì đã biết phần âm theo con là một giống súc vật. Nó đi theo con để báo oán trả thù đấy. Con này bước vào chùa, nó tạm xuất ra, nhưng khi con ra khỏi đây, chắc chắn nó sẽ tiếp tục theo mà trả thù, báo oán đối với con. Nghe tới đó, Bình xanh cả mặt nhớ lại chuyện con heo tinh gần một năm về trước, vội đem đầu đuôi câu chuyện thuật hết lại cho vị sư già nghe, kể cả chuyện lá bùa đã bị mất chữ do ngâm nước. Khi nghe xong thì vị sư nói, thôi, con cũng đừng bận tâm về lá bùa đó nữa, bây giờ mua ngay một sợi dây chuyền bạc hoặc là inox đều được. Rồi tối nay ta sẽ làm phép vào đó. Khi đeo trong người con sẽ được che chở do phép của Phật. Không lo gì tà yêu quấy phá con nhé. Nghe vậy thì Bình đã vội vàng cảm ơn sư trụ trì. Rồi cùng Thành đạp xe ra chợ Gò Vấp kiếm tiệm bạc, mua một sợi dây chuyền như vị sư trụ trì đã dặn. Tối đó cả hai lên chánh điện đọc kinh cùng các sư và mấy chú tiểu. Sau khi tụng kinh tối xong, cũng đã gần 8 giờ, Bình được vị sư đưa cho sợi dây chuyền đã được làm phép vào đó. Bình cảm ơn sư trụ trì, rồi anh và Thành quay lại phòng nghỉ ngơi. Nằm trên chiếc giường đơn, đặt trong phòng khách dành cho các chú tiểu, Bình thấy thực sự là thư thái. Nỗi lo về con heo tinh cũng đã gần như không còn ám ảnh anh nữa. Chiều hôm sau họ có tiết học, nên sau khi ăn sáng, cả hai đã từ giã vị sư trụ trì rồi lên xe đạp quay về Sài Gòn, chuẩn bị lao vào những ngày học và thi hết môn trước khi kỳ thi kết thúc. Mọi chuyện hàng ngày lần lượt trôi qua và ngày nghỉ hè cũng đã tới. Trước khi về quê, Bình chạy qua nhà trọ của Tấn, thấy chàng này cũng đang lui cui xếp đồ đạc để chuẩn bị về quê. Thấy vậy, Bình cũng đã lên tiếng. Mai về quê không hả bạn Hiến? Tấn quay lại nhìn thấy thằng bạn thân của mình, liền vui vẻ trả lời. Về chứ sao không? Nghỉ hơn một tháng lận mà. Nãy tôi tính thu dọn đồ xong sẽ qua rủ bạn cùng về chơi, mà chưa có kịp dọn đồ xong thì bạn đã tới này. Bình chơi bên nhà Tân một lúc lâu sau mới từ giã để ra về, để dọn đồ bởi sáng sớm ngày mai cả hai sẽ cùng về quê. Nói dọn đồ cho oai, chứ Bình chỉ thu xếp mấy bộ quần áo cùng vài cuốn sách, như vậy là xong. Sáng sớm ngày hôm sau, anh chào dì Dượng rồi qua bến xe miền Tây để bắt xe về quê. Ngồi trên xe, cả hai người Bình và Tân cảm xúc rất vui, bởi mấy ngày nào cả hai người cùng nhau từ dưới quê lên Sài Gòn để chuẩn bị đi thi đại học, mới đó mà họ cũng đã học được năm thứ nhất. Giờ đây cả hai cùng về quê, cái cảm giác vui mừng và bồi hồi khó tả.
Thế là cả đoạn đường dài không người nào ngủ. Họ kể hết chuyện này qua chuyện khác. Chẳng mấy chốc xe cũng đã tấp vô lề cho họ xuống. Hai người tạm chia tay ai về nhà nấy. Bác Tư gái ra đón con trai nơi cổng rào. Hai mẹ con vui vẻ dắt nhau vào nhà. Từ sau bếp, bóng một cô gái khoảng 16-17 tuổi, mặc chiếc áo bà ba màu hoa tím cà, bước lên. Nhìn Bình mỉm cười nhẹ gật đầu chào. Thấy cô gái lạ ở trong nhà, khiến Bình hơi ngạc nhiên. Quay sang nhìn mẹ có ý hỏi. Bà Tư hiểu ý của con trai nên đã nói ngay. Đây là con Nhung, bà con xa của nhà mình đấy. Kêu mẹ là gì? Nó thuộc vai của em con. Quê dưới Trà Ôn, cha mẹ nó mất hết không có nơi nương tựa. Nên mẹ đem về để phụ giúp mấy việc trong nhà. Sẵn tiện qua năm sau cho em nó học lấy cái chữ. Chứ con lên trên học rồi. Anh chị bay cũng ra riêng ở hết. Nhà chỉ có hai vợ chồng già, chui ra chui vào buồn quá. Có con Nhung, nhà cửa cũng bớt phần trống vắng. Bà nói một hơi để giải thích. Riêng Bình thì nhìn cô em bà con cũng khá có cảm tình. Vì gương mặt có phần xinh xắn, trắng trẻo, thì Nhung tỏ ra vui vẻ, bặt thiệp. Cô gái mau chóng đỡ lấy túi khoác trên vai của Bình xuống, đem đặt xuống bộ ván gỗ, rồi đưa mắt nhìn bác Tư gái, ý hỏi xem cất chỗ nào. Thấy thế thì Bình lên tiếng. Được rồi Nhung, cứ để đó chút nữa tôi đem vô phòng sau. Cảm ơn Nhung nhé. Cô gái nhỏ nhẹ trả lời. Anh Bình ở xa mới về còn mệt, vậy để em đem giúp vào cho. Nghe Nhung nói như vậy thì Bình cũng không khách sáo. Vậy cảm ơn Nhung. Ngồi nói chuyện với mẹ một hồi, bà thấy con trai có vẻ mệt nên đã kêu vô nghỉ ngơi đi. Khi nào có cơm thì bà sẽ gọi dậy ăn. Quả thật là Bình mệt thật, bởi cả đêm ngày hôm qua nôn nóng để về nhà nên có ngủ được mấy đâu. Rồi lên xe Tân và anh nói chuyện suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Không thằng nào ngủ lấy một chút, nên giờ quả thực là buồn ngủ một giấc, thực là sướng nhất. Nghe mẹ nói như vậy thì Bình dạ một tiếng rồi bước vô phòng lấy quần áo, tắm qua một chút rồi mới đi ngủ. Giấc ngủ thật ngon, quả không nơi nào bằng nhà. Sau giấc ngủ no đủ, Bình được đánh thức bằng giọng nói của Nhung. Anh Bình ơi, dậy rửa mặt rồi ăn cơm chiều ạ. Bình sau giấc ngủ sâu đã hoàn toàn khỏe khoắn nên ngồi dậy vươn vai cho giãn gân, giãn cốt một cái rồi đi xuống nhà tắm rửa mặt trước khi ngồi vào bàn ăn. Cơm chiều xong, Bình đi dạo quanh một lúc cho tiêu thực và cũng muốn tạo sự thoải mái đôi phần. Đi loanh quanh một hồi lâu thì trên trời vừa chạng vạng tối. Khi quay lại nhà thì vô tình đi về phía sau nhà của mình để rồi vượt qua bụi chuối già một chút. Bình chợt trông thấy dãy chuồng heo và nhà chứa củi của chú Năm. Bỗng hình ảnh của người phụ nữ áo trắng hôm bữa như chợt chập chờn hiện ra khiến cho Bình cảm thấy rùng mình. Vội vàng trở lại đi thẳng vào nhà trên. Do vậy đã không để ý thấy cô Nhung, người em bà con xa đang đứng gần đó nhìn chăm chăm về hướng của Bình với đôi mắt rất lạ. Nửa như trìu mến, nửa như căm thù. Sau khi Bình khuất vào trong nhà, cô gái bỗng nhếch mép một nụ cười đầy bí ẩn rồi bước thẳng về hướng của nhà bếp. Buổi tối đang dần xuống làm nhạt nhòa đi cảnh vật xung quanh, khiến cho không nhìn thấy rõ một bóng người thấp thoáng ở chuồng heo cũ của nhà chú Năm. Chẳng rõ là làm gì, nhưng như là một lúc sau đó thì thấy Nhung từ ngoài đó bước đi vội vào trong nhà. Phía sau lưng của cô, một bóng trắng mờ mờ như một làn sương lẩn khuất. Tiếng vỗ cánh phành phạch cùng tiếng con chim heo eng éc đột nhiên vang lên. Những âm thanh đó đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng của làng quê. Một tia sét xẹt ngang qua bầu trời và làm cho gió thổi mát lạnh. Cơn mưa nhanh chóng đã kéo tới, làm cho cả vùng quê rộng lớn trở nên mát mẻ vô cùng. Có điều cơn mưa dù khá to, nhưng mưa rất nhanh. Dù vậy, cái không khí vẫn luôn mát mẻ. Tới buổi trưa, đã ngủ một giấc sâu. Nhưng với cái không khí mát mẻ sau cơn mưa khi nãy, khiến cho hai mắt của Bình sụp xuống. Anh thả mình trên chiếc giường quen thuộc, tiếp tục đánh một giấc ngon lành. Đang ngủ ngon, bất ngờ như có người lay gọi, khiến cho anh trở mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, anh nghe phía ngoài cửa phòng có tiếng động nhẹ như tiếng bước chân của một người nào đó đang đi tới. Nên anh đã tự hỏi, khuya như vậy rồi, còn ai đi ngoài đó vậy ta? Tuy anh suy nghĩ là người trong nhà đang đi ngang, nhưng Bình vẫn quay mặt ra nhìn, thì vừa thấy một bóng người con gái đang lưỡng lự tiến vào, hết sức ngạc nhiên nghĩ tới. Trời đất ơi, giờ này cô Nhung vào phòng mình làm gì vậy? Nghĩ vậy định cất tiếng hỏi,
thì bất ngờ thấy trên tay của cô gái cầm một con dao sáng trắng. Vừa lúc Bình còn thấy sau lưng của cô ấy như thấp thoáng có một dáng con heo rất lớn, với hai cái nanh dài đưa ra khỏi miệng, cùng cái cổ đã bị cắt đứt. Thế là anh biết ngay có chuyện đang xảy ra, vội vàng tung mình bật dậy. Cùng lúc ấy Nhung đã la lên một tiếng lớn rồi té xuống dưới đất. Bóng của con heo nọ thoát ra nhanh chóng, cùng với tiếng kêu eng éc chói tai đến kinh khủng. Bình nhanh mắt nhìn thấy nó xuyên qua vách thoát ra bên ngoài. Chỉ một phút sau, ngoài chuồng heo của chú Năm, bỗng có tiếng heo la thảm thiết cùng với tiếng rơi đồ rầm rầm, khiến trong nhà của Bình cùng chú Năm đã đều giật mình tỉnh dậy. Không biết đã có chuyện gì xảy ra, tiếng heo la nhỏ dần rồi một chút sau bỗng im hẳn. Trong nhà, bà Tư nghe động vội bước qua đỡ cô cháu gái dậy. Thấy cô cháu gái như người mất hồn nên bà đã cho ngồi dựa vô tường, khẽ vỗ vai gọi tên của cô. Nhung, Nhung ơi, tỉnh lại đi con, tỉnh lại đi con. Thấy thần sắc của cô cháu gái dần dần hồi phục, thấy vậy bà Tư không có kêu nữa mà chỉ lặng lẽ đứng kế bên. Qua một lúc lâu sau thì Nhung mới hoàn toàn tỉnh táo kể lại. Hồi đầu hôm, con đang đứng trong bếp thì thấy anh Bình bước ra phía sau, rồi nghe văng vẳng bên tai như có tiếng một người phụ nữ xúi. Đi theo nó mau lên, xem nó làm cái gì ngoài kia mau. Không hiểu sao con lại làm theo lời nói kia. Khi thấy anh ấy bước qua khỏi bụi chuối thì từ chuồng heo cũ của nhà chú Năm, một bóng trắng đã bay nhẹ tới. Chỉ cảm thấy có một làn hơi lạnh xộc tới, rồi kế đó con như mơ mơ hồ hồ, cho tới khi con bị cái gì đó thật tanh tưởi xộc tới làm cho con giật mình. Lúc đó thì con thấy trên tay của mình đang cầm con dao và tiếng nói của người đàn bà sát ở bên tai. Trước mặt mày là con quỷ sống, ác lắm, nó chuyên giết người mọi tim đó. Mày mau đâm chết nó đi, đâm chết con quỷ độc ác nó đi. Con đã nhìn, nhưng đâu có thấy quỷ ma gì, mà là anh Bình, nên con đã muốn thối lui, thì tiếng chị nọ đã the thé cất lên. Mày không đâm nó, tao sẽ cắn chết mày. Từ bên hướng của chị ta đứng, con ngửi thấy có mùi hôi của mấy con heo và cả mùi tanh của máu nữa. Nó đã làm cho con sợ quá chưa biết tính sao. May thay lúc đó thì từ chỗ của anh Bình nằm có một vị hòa thượng áo vàng bay ra. Con sợ quá té ngồi xuống dưới đất rồi không biết gì, cho tới khi dì Tư kêu con mới dần hồi tỉnh đấy à. Kể xong, tâm lý của cô cũng có phần hoảng loạn. Cô thút thít khóc và cho rằng mình đâu có thủ án gì mà tính giết anh Bình. Khỏi cần cô giải thích, hầu hết mọi người đều đã nghĩ rằng chính con heo thành tinh dạo nọ chờ đợi có dịp trả thù Bình. Nhưng may mắn cho anh đã được vị sư già cho phép hộ mạng mới thoát chết. Còn con heo tinh kia có lẽ đã bị phép màu tiêu diệt mất rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người kéo ra trước cửa chuồng heo, nhưng hiện giờ được chú Năm đã dùng làm nơi chứa củi sau ngày làm thịt con heo tinh kia. Quang cảnh trong kho khiến cho mọi người không khỏi ngạc nhiên tột độ. Trước mắt cả chục người, số củi chất ở đó đã bị văng tung tóe mọi nơi, tạo thành một lõm lớn như có cái gì đó vùng vẫy dữ lắm, và một mùi hôi thối như phân của heo đã tạt ra, khiến cho tất cả mọi người phải bịt mũi. Bác Tư trai ba Bình lên tiếng. Con heo thành tinh đã bị phép Phật diệt rồi. Từ giờ trở đi nhà mình hết lo lắng về nó trả thù thằng Bình nữa. Bình nhắm mắt lại, thầm cảm ơn vị sư già đã ra tay giúp đỡ mình tai qua nạn khỏi.